Chưa chưa chưa. Để 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 cho nó ăn một tí nữa anh ơi. Ui cá to đấy. Ui ui. Lại. Gạt xuống lại thôi một tí con ạ. Anh con ạ, con em. Ôi. Bé bé thôi để bọn anh câu cá. Ui anh ơi, nước ở đây làm gì có cá. Mãi, em tìm anh với con hiếp ấy, hết cả hơi thế này. Tìm anh để làm cái gì? Năm học mới đến rồi, em đọc bình luận của các bạn ấy, thấy rất nhiều bạn yêu cầu ấy là anh chị ơi, hãy làm video về Bách Tu Cun mua đồ dùng học tập đi. Chính vì thế em đã nghĩ ra được ý tưởng này. Với 200.000 anh em mình ấy thì xem ai mua được nhiều đồ dùng học tập nhất đi. Ý tưởng hay đấy à Tam ơi. Được rồi, không câu cá nữa, về. Em tí nữa thì quên cần câu. Ui, về rồi, về rồi, về rồi. À, mắc. Ui, cá to quá các bạn ơi. Mắc bao tải rồi. Thôi anh về chơi của nước. Anh đi bộ chơi ơi. Cho em ở đấy câu cá. Ơi, đợi em với anh ơi. Đây là vừa anh gấu đỏ ơi. Được rồi. Màu hồng. À, ở đây có một quyển sách màu hồng này các bạn ơi. Các vị nữ danh nhân Việt Nam. Đây rồi, bảng tự xóa các bạn ơi. Mình sẽ lấy một cái bảng tự xóa này nhá. Màu xanh da trời mình đúng màu của mình luôn. Các bạn ơi, có một cái kẹp phấn màu xanh da trời này. Mình sẽ lấy cái này các bạn nhá. Ui, các bạn ơi, tìm đồ màu hồng ấy trong hiệu sách ấy tuy là nhiều nhưng mà ấy, cũng có nhiều cái nó giá nó hơi cao cao ấy. Thế nên là ấy, mình chỉ chọn những cái mà giá nó hợp lý, được nhiều nhất các bạn nhá. Đây, màu xanh nước biển. Cái này là anh gấu đỏ mua rồi. Màu vàng cái này là của con hiếp. À, có màu hồng này. Wow. Màu hồng này là của Hà Sao nha các bạn nhá. Các bạn ơi, ở đây có rất nhiều hộp bút. Và đây là bút màu xanh. Mình sẽ lấy một cái này các bạn nhá. Doraemon luôn, rất là đẹp luôn. Wow, cái này thì quá nhẹ so với mình các bạn ạ. Cái này vẫn nhẹ. Cái này thì nặng quá. Nặng quá các bạn ơi. Bỏ ra từng đồ của từng người để xem ai mua được nhiều đồ nhất với 200.000 các bạn nha. Đây chính là món đồ đầu tiên của mình này các bạn ơi. Hà Sam bảo mua đồ dùng học tập, sao cậu mua cái túi thế? Đây rõ ràng là đồ dùng học tập mà. Đây rõ ràng là cái túi này. Này đúng không? Mà là túi này còn bốp ít nữa. Tập. Tớ mới mua cái túi này mà cậu đã làm đứt của tớ rồi. Đây ý,
ngoài mặt ấy nó có thể là đồ kiểu như là kẹp treo để trang trí cặp sách nhá. Cái thứ hai nó là đồ chơi nè, đây có thể chơi là bóp ít đúng không. Cái thứ ba bên trong này ngăn rất rộng, cậu có thể đựng tẩy, còn bút chì, một số vật dụng cần thiết, đồ học tập cần thiết đây. Của tớ đây mới độc lạ này. Cái này độc lạ, cái này vừa khoe rồi mà. Nhìn kỹ này, nhìn kỹ đây này. Đây này. Anh bảo em mua, giúp cô học tập chứ. Tại em mua cái đập ruồi phải làm gì. Đây, đây này, đây đây các bạn, đây là cái bút này, đây. Wow, hóa ra là vừa là đập ruồi vừa là cái bút đấy, luôn. Bút này, đấy, bút này, đấy. Biết được luôn cơ. Biết được luôn. Quá đẹp luôn này. Vừa có thể nếu mà đập ruồi được, ai hay vừa có thể là bút. Hay không, hay không, hay không. Thì tính nhanh với anh không? Tưởng gì, tính nhanh là sở trường của em rồi. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, 8 cộng 8 16, 16 cộng 16 bằng 2. Ui giời, tưởng gì tớ là siêu sao thiên tài rồi. Tính nhẩm quá đơn giản rồi. 3 cộng 12 cộng 40 cộng 51 cộng 29 cộng 67 cộng 84 cộng 5 cộng 17 cộng 38 cộng 92 cộng 432 cộng 679 cộng 850 bằng bao nhiêu? Bắt đầu. Ai có kết quả rồi? Kết quả là 2399 đúng không? Đúng không? Chỉ có đúng rồi. Anh có cái gì đấy? Máy tính. Máy tính bé xíu như thế này được. Ôi ôi, có tính được không đấy anh ơi? Anh vừa tính ra kết quả đây. Ôi, hóa ra là anh có máy tính này hả? Anh đấy đố bọn mình là phải. Tại phép tính khó. Bốn giờ rồi. Ôi các bạn ơi, con đi phải tính dài ơi là dài luôn này. Đấy. Anh có đỡ. Ui, anh có cái máy tính. Và em tính chậm thôi. Để cho em xem này. Đấy, máy tính độc lạ không? Đồ dùng học tập màu xanh, mẹ anh đã mua cái máy tính này rồi, đằng sau còn có thể chơi được bi lắc này. Đây. Em có nhìn thấy viên bi không? Có, em có nhìn thấy viên bi. Đây. Các bạn ơi, đây chính là món đồ tiếp theo của Hà Sam, một chiếc khóa chống trộm có hình con voi màu hồng các bạn nhá. Đây, ở bên trong này nó còn có mã số các bạn ơi. Đây, mã số này ngoài mình ra thì không ai có thể biết mã số này để có thể mở được khóa này nha. Mình sẽ khóa chiếc hộp bút này lại để chống trộm luôn các bạn ơi. Đây, cho vào đây. Xoay mã số nha, xoay mã số đi. Rồi, đấy. Bây giờ không ai có thể mở được hộp bút này của mình rồi. Anh có đỡ? Em đố anh mở được cái hộp bút này của em ấy. Chị trò ghê à Tam nhở? Khóa chống trộm của em mà lại. Đừng anh ơi, gãy. Thế khóa này đập một cái thì vỡ luôn đấy nhở? Còn lâu. Anh sẽ xem mật mã như nào. Đây rồi. Nghiên cứu mật mã. Không được. Đây. Mật mã như này nào. 999. Được. À. Con đi. Mở được. Đây. Có cần phải mở khóa đâu à Sam? Ui các bạn ơi, hóa ra là nãy mình móc cái khóa chống trộm này vào cái khóa này. Mở ra mở vào được. Cái khóa chống trộm này em phải khóa vào cái nào mà có hai cái khóa cơ thì mới khóa được. Có hai cái khóa vào nhau ấy thì mình không mở khóa được. Nhưng một cái khóa này vẫn mở được này. Đối anh câu đỏ mẹ sao biết đây là cái gì? Đây là con quay quả dứa, đồ chơi con quay đúng không? Đây này. Cái này có phải đâu mà. Cái này là cái bút phát sáng này, dạ quang này. Đây để em viết cho anh xem này. Bút lạ ghê các bạn ạ. Gấu đỏ này. Ui. Đấy. Đẹp ơi. Đây. Đồ vật tiếp theo của anh là một cái bảng tự xóa.
Uầy, anh xấu quá. Bây giờ con đi xóa cho anh, lấy tay xóa cho anh đi. Không bảo mất. Không mất luôn. Không xóa được à? Xóa đi, xóa đi, xóa đi. Không mất được, không mất được. Ui, không xóa được các bạn ơi. Đâu? Thần kỳ ở đây này. Sạch chưa, sạch chưa? Sạch bóng kít luôn. Di chuyển cái này là có thể xóa được cái này. Anh vẽ ra, anh vẽ mặt con híp nhá. Đây, mặt này. Đấy. Mặt em đẻ vào. Đấy. Ôi, mặt con híp còn có sao con híp ơi. Anh có được. Anh ấy thấy mặt con híp. Xóa. Xịn đó, xịn đó. Được. Thôi được, nghịch chế được rồi. Học bạc của anh. Mình có một món đồ này, đảm bảo anh có đỏ với con híp không biết là món đồ gì luôn đấy các bạn ơi. Đây là Tam ơi, bỏ ra anh xem nào. Bỏ vào, đây. Ui. Nhìn đây này, nhìn này. Ôi. Hay chưa, đẹp không? Một bông tuyết luôn này các bạn ơi. Ui. Không cần cắt mà vẫn đều tăm tắp luôn. Đấy, em ấy sẽ làm nhiều bông tuyết cho mà xem. Mà ai có dụng cụ này làm bông tuyết thì đơn giản cực kỳ luôn đấy anh cậu đỏ ạ. Đấy các bạn ơi, Hà Sa em mới chỉ dành nó một tí thời gian thôi mà đã làm được rất nhiều bông tuyết này rồi. Đẹp không, đẹp không? Anh cậu đỏ ơi, em có cái bút tẩy nốt ruồi, để em tẩy cho anh nhá. Đây cô đi ơi, cái nốt ruồi của anh to này, tẩy cho anh cái nốt ruồi này đi. Rồi, anh ngồi yên nhá. Đấy, ngồi yên. Mà, đúng rồi, đó. Nó hơi đau một tí. Cố chịu nhá. Không, anh cố chịu em lắm. Em vào đây mà, chứ cả đi không, đi không. Tẩy hết mặt cho anh. Rồi, em yên tâm, cái bút này của em tẩy nó êm lắm, nhẹ nhàng lắm. Đấy. Này có cái nốt ruồi đấy. Đây, cái nữa đây. Được chưa con đi ơi, được chưa? Ôi, con nốt cái này là anh sạch luôn anh ạ. Ôi, cái mặt anh sạch nước rồi luôn đấy nhở. Được chưa? Rồi. Quân hiệp! Em làm mặt anh thế này ạ? Rồi. Tẩy được nốt ruồi đâu anh nhá. Nó sẽ vẽ thêm nhiều nốt ruồi cho anh thì có. Ngoài ra thì em còn có một số đồ dùng học tập khác nữa. Tất cả con chim. Đây là cái gì đấy Trang ơi? Đây là khay màu anh ơi, khay pha màu ấy. Có này xanh này. Ui nhiều màu thế. Nhiều màu nhưng mà quan trọng là cái khay để màu ấy các bạn. Đó là màu hồng. Được rồi. Đây còn có cả kem ghim này anh ơi. Ghim cái này để ghim giấy các bạn ạ. Đen, đen. Cầm bút. Đây là cái gì đây? Cái gì? Cái này đúc vào bút để cầm tay cho nó êm con đi bạn. Một hộp comba anh ơi. Hộp comba này là màu hồng xuyên suốt luôn. Chị trò ghê, tôi có cả công chúa này. Và một cái tẩy cũng màu hồng luôn anh nha. Còn đâu, còn đâu, còn đâu? Hết rồi anh nha. Đếm qua qua cho có bao nhiêu món nào? Một này, hai này, ba này, bốn này, năm này, sáu này, bảy, tám, chín, 10, 11 Bây giờ em tính ra tiền đi, cháu biết bao nhiêu tiền. Tính tiền đi. Tôi có cái bút chì gọt hay không? Đây, dí vào đây này, đấy, xong chọn. Đó, đây là hình con ong à? Cắm vào mắt luôn, mắt lồi luôn. Ong một mắt. Xoay này, đấy. Nhìn bên trong này, ui. Là ai vụn chì là nó bị rơi ra bên này luôn. Gãy rồi, con đấy bạn con thấy gì đâu. Còn tiếp đây, còn tiếp thế nào. Đà. Ui, càng gọt càng cột. càng cột các bạn ơi. Cái này á là con hiếp không biết sử dụng rồi. Phải cái bên nhỏ này này. Đúng rồi. Thôi Hà Sam ơi. Đấy chưa? Còn con nít xem có những món đồ gì nào. Để xem con nít mua được bao nhiêu món đồ. 1, 2, 3, 4. Một sticker này anh. Cái này là cái sticker để dán mặt đúng không? Dán mặt đâu, dán vào cặp sách đi cả bỏ thôi. Đâu, cái mặt này. Đây, các bạn ạ. Cái mặt này nó buồn nôn nè. Đây. Rồi, mới rồi anh 4, 4, 5 này. 1, 2, 3, 4, 5 này.
6. Cái gì này con ít? Cái này à? Đeo cổ. À, đèo đèo ơi, đèo. Cái này là hộp phấn mà. Đúng rồi, cái này hộp phấn mà hộp phấn lại đeo cổ. Mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi. 6 rồi, một màu này. 7, 8, 9, kéo về 10, 11, 12, 13, 14. Có 13 cái rồi. Wow, đây là một cái thước kẻ hươu cao cổ các bạn ạ. Đẹp ghê nhỉ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Ôi trời ơi, thêm 1 phút Doraemon nữa các bạn. Đeo tí nữa em sẽ xin anh câu đỏ cái hộp này. Đeo vào, đeo 4 rồi. 5 này. Đi mất 6 này, anh cũng có một cái thương của con điên với Hà Sang này. Bay luôn. Thương này là thương máy bay, máy bay các bạn ơi. Đố bọn em biết đây là cái gì? Đây là cái con thỏ. Con thỏ để làm gì? Con thỏ này để đựng bút chì. Kéo đây anh bỏ ra cho em xem nhá. Rồi các bạn ơi, đây đấy là đây là một hình con thỏ này. À đâu, đây là một hình người đúng không? Cắm cái kéo vào thành con thỏ. cái tay cầm của kéo là thành kiểu như là tay thỏ luôn. Đấy, kéo này rất là sắc luôn. Mình có thêm một hộp phấn Doraemon, Nobita Doraemon nữa. Một cái cầm bút, cầm phấn các bạn ạ, kẹp phấn vào đây để viết này. Các bạn ơi, vậy là gấu đỏ mua được 9 món với 205.000 các bạn ạ. Còn Hà Sam 205.000 á? Em mua 11 món ấy mà hết vừa zin 200.000 anh ạ. À, đẳng cấp, thế này Hà Sam chiến thắng rồi. Còn em đây này, mua được hẳn 13 món nha, nhưng hết có 150.000 thôi. 13 món mà hết có 100 bao nhiêu? 50.000 thôi, ngân này đâu. Đấy. Thế nhưng mà anh ơi, theo luật chơi của mình ấy là phải tiêu hết 200.000 mà. Nhưng mà luật chơi của chúng mình cũng bảo là ai mua được nhiều đồ nhất cơ mà. Nếu mà tính theo số lượng thì con Hiếu thắng. Còn tính mà chính xác 200.000 nhất thì Hà Sam thắng các bạn ạ. Mình thì mình bét rồi nên thôi, để cho con Hiếu với Hà Sam tranh nhau các bạn nha. Mình cứ liên quan, đi. Wow, các bạn ơi, vậy là ngày hôm nay chúng mình đã sử dụng 200.000 để đi mua được rất nhiều đồ dụng cụ học tập này các bạn ơi, với nhiều màu sắc khác nhau nữa. Và hôm nay thì mình với con Hiếp sẽ đồng giải nhất các bạn nha. Còn anh gấu đỏ là giải bét. Anh gấu đỏ giải bét. Và video của chúng mình đến đây là